Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019. Ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 137 đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Lại báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng để cho anh em được biết. Anh em nào đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo sau đến số điện thoại 0964656365 hoặc 0979709565 để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009, mang biển số 24A07793. Đây là chiếc Hyundai Getz nhập khẩu bản đủ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz máy 1.1 phiên bản số sàn, trong người chiếc này em tầm 5 lít đến 5 lít rưỡi xăng anh em nhé. Và sau đây mình sẽ đi vào lộ phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Ghế da được trang bị màu đỏ đen, vô lăng đấy, có bóng khí, bản đồ có bóng khí anh em nhé. Quả số phanh tay, đây là phần táp lô, trần nỉ nguyên bản theo xe, chắn nắng hai bên đầy đủ, xe rất cứng xe. Đây, đây là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning sản xuất 2012, 4 bánh đa năng đúc, sơn xi thì màu vàng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh phiên bản số sàn, đã được trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Đây là chiếc Kia Morning sản xuất 2012, xe rất cứng xe, nhỏ gọn xinh xinh, tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Kia Morning sản xuất 2012. Anh xem xe. Và chiếc tiếp theo là chiếc Honda Civic sản xuất 2008. Đây, chiếc Honda Civic sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy 1.8. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 289 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Honda Civic 4 bánh đa năng đúc, máy 1.8. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Honda Civic, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Phiên bản số sàn, nội thất khá là ok. Đấy, đây là chiếc Honda Civic sản xuất 2008. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 289 triệu đồng anh em nhé. Vâng, và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010, mang biển số 36A31714. Đây, chiếc Toyota Vios, Toyota Innova G sản xuất 2010, được đăng ký là 7 chỗ ngồi, phiên bản số sàn, máy 2.0. Và sau đây mình sẽ đi vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Toyota Innova G sản xuất 2010. Trần lỉ nguyên bản theo xe đã được bọc lớp ni lông, hai dàn điều hòa, vô lăng 4 chấu. Đây là bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, đây là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, mang biển số 36A10199. Đây, chiếc Chevrolet Spark phiên bản số sàn, máy 0.8,
chiếc này bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng. Anh em đang sở hữu chiếc xe Chevrolet Sông Bắc, thương hiệu của Mỹ. Nội thất thì ghế da được trang bị màu đỏ đen đáp lô, xe rất cứng xe. Đây, đây là chiếc Chevrolet Sông Bắc sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 0.8. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng anh em nhé. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Sông Bắc, thương hiệu của Mỹ. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Carens mang biển số 28A 05031. Đây chiếc Kia Carens sản xuất 2009, bản đủ máy 2.0, phiên bản số sàn. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 269 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Carens. Nội thất khá là ok. Vô lăng 4 chấu, máy 2.0, bán đủ cửa lóc, chân lỉ. Ở đây là chiếc Kia Carens. Sản xuất 2009, bán đủ. Chiếc này bên em đang chào bán với giá 269 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mới xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 mang biển số 17A 13976. Đây chiếc Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, phiên bản số sàn, máy 1.5, trăm cây chiếc này tầm độ 6 lít xăng anh em nhé. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Toyota Vios. Nội thất khá là ok, bản E anh em nhé. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 1.5, bản E. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 275 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, sơn xì khá là ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai i10 sản xuất 2014. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 243 triệu đồng. 243 triệu đồng anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu Ấn Độ. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, nội thất khá là ok. Đây là phần táp lô. Đây là chiếc Hyundai i10 nhập khẩu Ấn Độ. Chiếc này đang có tại cửa hàng bên em đang chào bán với giá là 243 triệu đồng. Chiếc này em đã rút hồ sơ anh em nhé. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì mua về chỉ việc sang tên trong một lốt nhà. Đây là chiếc Hyundai i10. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Captivan mang biển số 29A 84909. Đây chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2008, số sàn, máy 2.4, máy xăng, 4 bánh đa năng đúc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 278 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Captivan thương hiệu của Mỹ, phiên bản số sàn, máy 2.4, nội thất khá là ok. Đây là bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Vâng, đây là ghế da đằng sau, ghế da nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy, da bò xịn anh em này. Trần lỉ. Đấy, đây là phần trần lỉ. Táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Đây trước Chevrolet Captivan sản xuất 2008. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2008 bản E. Chiếc này em đã rút hồ sơ về tên. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2008 bản E. Bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, máy 1.5,
phiên bản số sàn 100 cây chiếc này ăn tầm rồi 6 lít xăng anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Toyota mới hơn. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Spectra. Đây, chiếc Kia Spectra sản xuất 2004 mang biển số 15A08018. Đây, chiếc Kia Spectra sản xuất 2004 bản sedan hai đầu. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng. Anh em đang sở hữu chiếc xe Kia Spectra phiên bản số sàn. Đấy, đây chiếc Kia Spectra bản sedan hai đầu. Anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về tránh mưa tránh nắng quá là ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Lacetti mang biển số 88A11759. Đây chiếc Daihatsu Lacetti sản xuất 2010 đăng ký 2011. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Lacetti 4 bánh đa răng đúc sản xuất 2011 đăng ký 2012. Phiên bản số sàn. Đấy, đây là chiếc Daihatsu Lacetti bản sedan hai đầu. Trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc lớp đi lông. Đấy, chiếc Daihatsu Lacetti. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Matiz sản xuất 2005 mang biển số 15A12008. Đây, chiếc Daihatsu Matiz sản xuất 2005. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 60 triệu đồng. 4 bánh đa răng đúc. Đây là chiếc Daihatsu Matiz sản xuất 2005, tránh mưa tránh nắng cho anh em. Đấy, sơn xì khá là ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Suzuki Vitara. Đây, chiếc Suzuki Vitara máy xăng hai cầu. Chiếc này sản xuất 2005. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 159 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Suzuki Vitara. Sơn xì khá là ok, 4 bánh la răng đúc, gầm cao máy thoáng. Đây, Suzuki Vitara sản xuất 2004 mang biển số 24L8889. Suzuki Vitara. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Mondeo mang biển số 98A02458. Đây, chiếc Ford Mondeo sản xuất 2004. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Ford Mondeo thương hiệu của Mỹ, động cơ V6 máy 2.5 phiên bản số tự động, trong cây chiếc này ăn tầm 11 đến 12 lít xăng. Đấy, một dòng xe tiền tỷ ngày xưa bây giờ giá chỉ còn có hơn 100 triệu đồng. Đây là chiếc Ford Mondeo thương hiệu của Mỹ, bô lăng 4 chấu, 169 triệu đồng anh em nhé. Anh em đã sở hữu chiếc xe Ford Mondeo 4 bánh đa răng đúc, 6 túi khí, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đây là chiếc Ford Mondeo sản xuất 2004 anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Cerato sản xuất 2016 mang biển số 15A26515. Đây, chiếc Kia Cerato sản xuất 2016, một bánh đa răng đúc, cửa lóc số tự động. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 565 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Cerato 4 bánh đa răng đúc, bản đồ cửa lóc. Đây, chiếc Kia Cerato phiên bản số tự động máy 1.6. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Forte sản xuất năm 2009 phiên bản số tự động cửa lóc, bốn bánh đa răng đúc, nhập khẩu. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Forte sơn xi màu bạc, xe rất cứng, xe sơn zin của nó còn đến 80% anh em nhé. Ghế da nguyên bản theo xe. Đây, chiếc Kia Forte sản xuất 2009 phiên bản số tự động, tích hợp trên vô lăng bằng tổng của gương kính chỉnh điện, cửa lóc, máy 1.6. Đấy, đây là chiếc Kia Forte bên em đang chào bán chiếc này với giá là 375 triệu đồng, 4 bánh đa răng đúc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2003 đăng ký 2004 mang biển số 23A
02162 chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2003 phiên bản số tự động, đăng ký 2004 anh em nhé. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, ghế da màu đen, trần nỉ nguyên bản theo xe Mitsubishi Lancer, máy 1.6, ô lăng 4 chấu phiên bản số tự động. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 176 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Mitsubishi Lancer màu vàng cát, 4 bánh đa răng đúc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2007, mang biển số 43A19862. Đây, chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2007. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Phiên bản số sàn, máy 2.4, nội thất khá là ok, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, đây là chiếc Chevrolet Captiva thương hiệu của Mỹ, phiên bản số sàn, máy xăng, máy 2.4, không taxi, không dịch vụ anh em nhé, nội thất khá là ok. Đấy, đây là chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2007. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Captiva thương hiệu của Mỹ. Vâng, ô tô cũ đoàn nghị, địa chỉ ở 137 đường Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Vừa quay tổng quan tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng, để cho anh em được biết anh em là đúng chân mẫu xe nào, hãy đến trực tiếp cửa hàng em gặp em Nghị. Địa chỉ của em vừa nói trên. Đấy, nhà em còn rất nhiều xe anh em nhé. Đấy, anh em cứ đến trực tiếp cửa hàng gặp em, thích mẫu xe nào thì để em tư vấn cho anh em. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc.